lướt thẻ thật sang, rộn ràng ưu đãi. Khoản tiền đến 1,5 triệu đồng khi mua sắm bằng thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank hạng Platinum trở lên. Mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Khoản 1 triệu đồng cho chi tiêu từ 5 triệu đồng vào các ngày đặc biệt từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.